Sáng ngày 14 tháng 1 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí trụ sở chính qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Canh Tí 2020. Dự buổi gặp mặt có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng các ông bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, lãnh đạo một số khối, phòng ban trụ sở chính Vietinbank. Về phía cán bộ hưu trí Vietinbank có các bác nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc, cùng các ông bà nguyên là lãnh đạo, cán bộ trụ sở chính Vietinbank qua các thời kỳ. Nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt ban lãnh đạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ chào mừng và cảm ơn các cán bộ hưu trí đã về dự buổi gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí tại trụ sở chính của Vietinbank. Vui mừng thông báo tới các cán bộ hưu trí những thành tích nổi bật mà hệ thống Vietinbank đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ cho rằng, để đạt được những thành tích đáng tự hào đó, bên cạnh nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động toàn hệ thống, còn là sự tích lũy, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ đi trước. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ mong rằng các cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục đóng góp và quan tâm sâu sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Vietinbank trong những năm tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Hường, trưởng ban liên lạc cán bộ hưu trí trụ sở chính, đã bày tỏ sự phấn khởi, niềm tự hào trước những kết quả to lớn mà Vietinbank đã đạt được trong năm 2019. Bà Nguyễn Thị Hường khẳng định các thế hệ cán bộ hưu trí tin tưởng toàn hệ thống Vietinbank sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.